Anh Thành. Anh Thành. Chào cô Thắm. Coi kìa, em chứ sao lại là cô. Em là vợ của anh mà. Em là người vợ mà mẹ cha cầm trầu cao cưới hỏi. Một người vợ được cha chồng quá cố di chúc bảo anh phải cưới em. Một mối tình trong quá khứ của hai dòng họ Tri Kỳ Thâm Giao sẽ chia cay đắng một buổi. Dù anh đã lỡ bước xa, em mở rộng lòng thử tha. Anh tự gầm Thắm ơi, xin Thắm hiểu cho tôi nào biết được chuyện gì. Khi ba tôi qua đời, má tôi chẳng hề hé răng. Từ khi tôi đỗ đạt công danh được chuyển ra dạy ở Hải Phòng, tôi không biết được chuyện gì. Việc hai nhà kết thông gia, năm tháng đã trôi qua tưởng đâu đã nhạt nhòa. Tôi quá thật bất ngờ, chuyện kết hôn với cô Thắm còn hơn là mối tình đầm ấm. Khi hai đứa tha thiết yêu nhau đã mặn nồng lửa, anh là người có học thức, anh cũng nhớ áo mặc sao qua khỏi đầu. Vì có học thức cho nên tôi mới chung thủy với tình yêu. Thế còn chữ hiếu với mẹ cha? Thắm, anh Thành, anh có biết là cha mẹ đã hứa hôn cho chúng ta từ lúc nào không? Anh có nhớ không, lúc anh với em còn nhỏ, gia đình em chạy nạn qua nhờ gia đình anh. Lúc đó em còn bé xíu à. Anh thường dắt em ra bờ sông dạo chơi. Anh đã hái những trái bần chát cho em ăn. Nó chua đến nỗi ăn mà phải nhăn cả mặt. Có một hôm anh nhìn thấy quả bần thật to, anh tìm cách hái cho em, bị ông bần đánh sưng cả mặt. Em khóc vì em lo cho anh đó. Rồi sau đó anh xa nhà đi học, em nhớ anh, em khóc thật nhiều. Và từ đó em mới biết được là mẹ hứa hôn cho chúng ta. Trời ơi, tại sao tôi vô tình đến như vậy? Anh còn nhớ vật này không? Con cào cào bằng lá dừa. Phải, con cào cào bằng lá dừa mà anh đã thắt cho em trước khi anh đi học đó. Trời ơi, Thắm đã giữ vật kỷ niệm này suốt 18 năm trời sao? Phải, chỉ có em mới biết quý kỷ vật, còn anh thì đành lòng nào quên đi. Ngày xưa còn bé thơ, anh hái hoa kết vòng tặng em. Ơi dòng tóc ai đẹp sao, dưới cơn mưa năm nào vui đùa trẻ thơ hồn nhiên. Giờ này buồn cho em đau nhói con tim.
Anh hãy nói đi, giữa em và Hương, anh chọn ai? Anh chọn ai hả? Dù nát thân này, tôi vẫn chọn Hương. Không nặng. Thấm tát tôi à? Thấm muốn gạn đục khơi trong. Tại sao thấm vẫn đục? Nếu ngược lại, thấm là tôi thì thấm chọn ai? Thấm hãy nói đi. Thấm chọn ai? Thấm hãy nói đi. Anh Thành ơi, cái tác vừa qua là một hành vi của tia hờn ghen bất tận, là nỗi niềm hy vọng yêu đương, nguyện gửi trao trọn kiếp nhân hồng. Cảm ơn Thắm, tôi đi ngay. Nhưng không được. Không được Thắm ơi. Nếu tôi làm như vậy thì má tôi sẽ quyên sinh. Đã có em lo liệu, anh yên tâm đi đi anh. Thắm, xin cảm ơn Thắm. Cảm ơn tấm lòng cao thượng của Thắm. Hãy đi đi, đi đi, kéo không còn kịp nữa. Tôi đi đi, tôi đi ngay. Đi đi. Anh Thành, anh Thành ơi, hẹo là đây với em. Anh Thành ơi, hẹo là đây với em. Trời ơi. Kìa Thắm, sao con khóc vậy? Còn thằng Thành đâu? Anh đã đi tìm chị Hương rồi. Trời đất ơi, đúng là thằng con bất hiếu mà. Con phụng đâu? Đi bắt thằng Thành về đi cho ta, mau lên. Đừng bác ơi, đừng làm như vậy bác ơi. Thì bác, má chứ sao lại bác? Muộn rồi. Thành, không, không bao giờ. Không bao giờ ta chấp nhận con Hương trong nhà này. Không bao giờ.